Và cái cái trái các bạn xem cái trái nó không được nó không được đều lắm ha. Có một số trái nó nó bị bị giật, bị méo. Thì cái này nguyên nhân thì có nhiều, à, tự nhiên. Rồi chào mừng các bạn. À, hôm nay Thiện căn dẫn đến các bạn tham quan cái vườn sầu riêng à, trở lại vườn sầu riêng của thầy Long, chào năm 50 công của thầy Long nha, ở à, Bình Trung, à, Cao Lãnh Đồng Tháp. Đó. À, mời các bạn tham quan cái vườn tham quan trái cái vườn trái mới vừa qua giai đoạn sinh lý của thầy đây à. các bạn thấy trái rất là rất là nhiều đậu rất là sai thầy mới tỉa sơ qua đợt một rồi à. đây rồi các bạn thêm quan sơ trồng nha ừ. rồi em 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 quay cho các bạn xem trái trái sầu riêng của thầy đây rồi bị cái dàn cơ dàn lá nè rồi đi 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 qua cây này nè tham quan dạy về, về, về một số cây vừa thầy rộng quá trời rộng cây quá khỏe lực cây tốt dàn cơ dàn đọt thế à, em quay cái dàn 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 lá không khi mà mà cháy nó nó do giai đoạn sinh lý 40 45 ngày rồi nhưng mà cái cái lá nó lụa nó già lại cái lá này đủ lực để nuôi để nuôi cháy rồi các bạn Nha. đây đây. Cháy. Rồi đây giờ trái qua giai đoạn sinh lý khoảng ba uh, mấy 40 ngày các bạn. Đây là sầu riêng uh, mỏng thon thái. vừa thầy uh, thái không à. Là cái uh, cái trái uh, các bạn xem cái trái nó không được uh, nó không được đều lắm. ha. Có một số trái nó nó bị uh, bị giật, bị méo thì cái này nguyên nhân thì có nhiều, à, tuy nhiên cái à, à, cái méo này thì các bạn biết rồi do thầy hôm rồi không có thụ phấn, không có hỗ trợ thụ phấn đó à, nên là nó nó hiện diện méo trái. à Đây là cái vụ đầu tiên thầy làm nên là chưa có cái cái kinh nghiệm nhiều, à, Với cái lượng lớn quá thầy không hướng đủ nhân công để mà 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 đi thụ phấn hỗ trợ cho nó, tại vì cái cái trái nó nó bị méo bị nhớ nhiều hơn ha. À, và thứ nhất, thứ hai là giai đoạn này thì nó qua đường sinh lý rồi. Nó khoảng uh, 40 ngày rồi. sau như thổ nhĩ rồi. Thì giai đoạn này nó hết dinh dưỡng rồi. Nó có thể là 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 cái cái nguồn dinh dưỡng nó hơi yếu nữa cho nên là cái trái nó uh, nó không, nó bị méo. Đó, nó, nó là hai nguyên nhân chính. cho nên là giai đoạn này uh, nếu mà cái giường đó giờ như sinh thế này thì các bạn là sự riêng chú ý nè. Nếu giường chúng ta trái giai đoạn qua sinh lý 40 45 ngày như thế này thì uh, chúng ta hãy uh, cung cấp dinh dưỡng đó tại giai đoạn này giai đoạn bắt đầu lớn nhanh mà các bạn bắt đầu vô học đúng không ạ à? vô học vô, vô vô, vô 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 cơm vô trái cho nên là giai đoạn này chúng ta phải cần bổ sung dưỡng đó ha à? thì đón gì ở vườn này do cây này thì chúng ta có thể là bón hữu cơ nó thêm đơn cử hữu cơ à, hữu cơ là làm gì để cho nó kích cái rễ mới ha nó để thêm để hút dinh dưỡng thêm và đồng thời hữu cơ để cung cấp một cái cái làng cái chung vi lượng người dinh dưỡng nó thêm nè để cung cấp đó để dưỡng được bưu rễ rồi thứ nhất thứ hai là chúng ta có thể là cho cái dòng thuốc thùng ha à, nên là thị trường rất nhiều có thể là các bạn nói cái tưới cái thùng -bum, ở cái thùng này đó là giống như nước biển vậy tác dụng rất nhanh giúp cho trái nó phì nhanh lên vượt qua giai đoạn này ha nó sửa học lên nó ngon lành nó đẹp lên đó thì cái thùng onitbum mà của nhập từ, từ châu đó thì cái thùng này đó là các bạn tưới nó vô để nó nó giúp cho trái nó, trái nó phì nhanh à À, đồng thời có thể là chúng ta bổ sung thêm bổ sung thêm cái, cái NBK bây giờ đoạn này thì chúng ta bóng ba số đi ha ba số cho cân đối thì nó hạn chế cái cái vụ rụng ha đạm lên kali cân đối nhưng mà khoảng uh, khoảng 10 ngày sau ha. từ 10 ngày sau thì chúng ta phải chuyển là chúng ta bơm lên thì là bằng bằng cái xe NBK là 20 25 15 hoặc là 20, 20 20 20 10 10 rồi đó để cho nó nó phì nhanh hơn nữa đó. À. À, đó là cái cái một số cái dinh dưỡng mà chúng ta có thể bổ sung cho nó giờ này ngoài ra có thể chúng ta bổ sung dưỡng qua lá thêm đó nếu cần thiết thì chúng ta có thể tứ qua lá thêm để là trong uống ngoài tho luôn khi đó cung cấp đủ dinh dưỡng để giúp cho cái trái sầu riêng này nó, nó phì nhanh lớn nhanh đó để các bạn đó. trên là là à, ngoài ra thì giờ này tôi thấy có, có một số hiện tượng hiện nay mùa nắng nhiều nên nó dịp sáp để trái chúng ta quản lý thăm thường xuyên thôi nếu vườn chúng ta có thể là hiện tượng này dịp sáp chết thúc nha đó, hoặc là sau đục trái rồi đó thì chúng ta cũng tham quan vườn chăm sóc vườn xem vườn thế nào để chúng ta quản lý cho nó tốt để tránh hiện tượng là nó nó, nó sẽ hút dinh dưỡng nó, nó sẽ rụng trái nha đó, đó là một số chú ý mà đối với sầu riêng mỏng thân thái mà qua giai đoạn rụng xử lý thì chúng ta cần chú ý như thế này để chúng ta có một cái vườn sầu riêng đẹp chất lượng nha trái sau này nó nặng ký chất lượng trái ngon. Đó. Thì hiện nay Thiện Căn muốn chia sẻ với các bạn một số cái, cái chú ý về cái vườn sầu riêng chúng ta như thế. Nha. Rồi. Rồi các bạn xem video à, xong đến giờ này thì Thiện Căn cảm ơn rất nhiều và nhớ thả cho Căn một cái like nha và nhớ đăng ký kênh YouTube để nhận được những cái chia sẻ tiếp theo của Thiện Căn nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.